Lấy cảm hứng từ logo thương hiệu của Melia với hình ảnh đôi cánh, ngày hôm nay Melia Luxury sẽ gửi tới các quý cô một thiết kế vô cùng độc đáo, không chỉ bởi kiểu dáng mà còn bởi sự khéo léo giữa kết hợp hai màu sắc là tông màu hồng cẩm và tông màu đen, rất đỗi tôn da, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì còn góp phần mang lại một vẻ ngoài sang trọng cho các quý cô nữa. Phần thân trên của chúng ta với hình ảnh đôi cánh này sẽ là sự kết hợp giữa chất liệu taffeta cao cấp. Đó, nhìn gần này thì mọi người sẽ nhìn thấy độ óng nhẹ nhàng trên bề mặt vải này, kèm theo đó là những đường xếp ly chạy chéo lên cơ thể như thế này để có thể khoe trọn được vòng một của các quý cô này và còn khoe được cả bờ xương quai xanh quyến rũ nữa. Bên cạnh đó cũng góp phần là che đi được khuyết điểm vùng bắp tay chưa thon gọn của chúng ta, được không nào? Phần eo của chúng ta luôn luôn là một điểm rơi eo vô cùng hoàn hảo để lấy được vòng eo nhỏ nhất cho các quý cô. Và phía bên dưới của chúng ta, bên cạnh những đường xếp ly này, đó, chạy chéo cơ thể thì sẽ có một đường bèo như thế này, rất là nữ tính và mềm mại, không chỉ là phần là che mọi khuyết điểm vòng hai chưa thon gọn cho các quý cô và còn đẩy hông của chúng ta cao hơn nữa. Bên cạnh đó còn có một phần xẻ rất là táo bạo, đó, rất là sexy và gợi cảm, đúng không ạ? Nhưng vẫn rất an toàn bởi phía bên trong của chúng ta đã có một lớp lót rồi các quý cô nhé. Vậy nên nhìn về tổng thể thì mọi người thấy sao ạ? Với phần thân dưới của chúng ta sẽ là chất liệu chéo hàn cao cấp, một chất liệu mà vừa mềm mại này, ở nâng niu làn da này, lại vừa mang đến một cảm giác vô cùng thoải mái. Vậy thì Lan Anh nghĩ là sẽ không có một lời chối từ nào cho thiết kế ngày hôm nay, đúng không ạ? Quá xinh đẹp và nổi bật để chúng ta có thể đi dự tiệc này, gặp gỡ đối tác, khách hàng hay là tham gia những buổi sự kiện quan trọng chẳng hạn. Vậy nên nếu như mọi người đã ưng ý thiết kế này rồi thì hãy nhanh chóng để lại comment ngay dưới video này nhé. Khi mua hàng online thì các quý cô sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như muốn đến tận nơi để có thể thử và nhìn ngắm mẫu thiết kế đẹp như thế này thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.